Kính thưa toàn thể đại chúng, đúng như lời hứa hẹn trước là chúng ta nghỉ 4 tuần. Tôi đi làm Phật sự ở miền Bắc. Hôm nay công việc hoàn thành thì chúng ta sinh hoạt trở lại như bình thường. Tuy nhiên là cái việc mà tôi đi miền Bắc thì xin nói rõ là đi thì 4 tuần, nhưng mà kỳ thật là làm việc có 3 tuần. Còn một tuần là đầu với đuôi phải trở về để lo cái công việc của nhà trường, nó có tương quan trong tháng. Thành ra chỉ làm việc ngoài đó 3 tuần thôi. Thì cái số kinh điển mà các Phật tử cúng dường tôi đã chuyển ra ngoài đó cho tăng ni người ta nghiên cứu, người ta đọc học, và còn một số ít nữa thì gửi cho các vị trụ trì ở các tỉnh gần xa cũng là học trò của pháp trước. Thì công việc đó nó đã xong. Tuy nhiên có cái điều là cái ý kỳ này đó thì tôi định tôi triển khai cái bộ pháp hoa ngoài đó, nhưng mà kỳ này thì vì cái bộ kinh Duy Ma Cật đó, lần trước rồi tôi triển khai mới có nửa bộ, thành ra cái số đại chúng với ban giám hiệu ở đó tôi yêu cầu là tôi triển khai cho nó trọn bộ. Và thật sự kinh Duy Ma Cật mà triển khai nửa bộ mà ngừng đi là rất là ổn, cho nên là kỳ này thì tôi phải triển khai lại cái kinh Duy Ma Cật, hết bộ kinh Duy Ma Cật, và giới thiệu những cái điều cần thiết của kinh Pháp Hoa được một số mà không giống như cái dự định ban đầu là triển khai cái bộ kinh này. Và thật sự nếu mà triển khai bộ kinh này mà 3 tuần thì cũng không nổi đâu. Cho nên là cái điều đó thì sẽ còn có cái hứa hẹn, nếu không có chuyện gì thay đổi lớn thì năm sau. Thế thì công việc Phật sự cũng đều là tốt đẹp. Và kỳ này thì tôi đi kỳ này đó tôi cũng không biết là tại cái gì. Có lẽ là nói nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, là nó như vậy là như vậy thôi. Tôi đi ra miền Bắc thì từ năm 1981 cho tới 85, tức là một cái khóa đầu mà. Mỗi năm đi 2 tháng đó chứ. Mà chưa có được đi tham quan cái đất nước đẹp đẽ của mình. Kỳ này cũng hiểu vì sao mà là cái tuổi mình so với trước đây là hơn 16 năm. Mà bây giờ coi như những cái ngày mà nghỉ học là đi liên tục. Đi liên tục. Cho nên là mình nói cũng giống như khoe vậy mà khoe thiệt. Đi Hạ Long trong một tuần lễ mà có điều kiện đi 2 lần. Đi Vịnh Hạ Long. Lần thứ nhất là mình tưởng rằng đi cho biết thôi, cho biết cái vòng, cái đường đất thôi, chứ mình không có nghĩ rằng là mình có thể đi tàu mà đi tham quan từng cái đảo ở ngoài biển, từng cái hòn ở ngoài biển. Vậy mà trong tuần sau là có điều kiện bắt đầu đi xuống Hải Phòng, đi Đồ Sơn. Bãi biển Đồ Sơn đẹp lắm. Nó có cái chỗ mà casino là cái chỗ mà cô bảy nước mà hùng lại mà mua để làm cái chỗ ăn chơi cờ bạc trên đó, là bảy nước bảy lá cờ. Chơi tối đa vậy đó. Rồi từ đó mới là đi Hạ Long. Đi Hạ Long thì kỳ này lại hồi nào giờ đâu có được cái đó. Bây giờ nghĩa là mấy đệ tử định mướn một chiếc tàu đi. Thế là mấy đệ tử là đệ tử tu, đệ tử xuất gia. Rồi cái Phật tử người ta cũng cúng luôn, ta không lấy tiền. À thế là nó kỳ lạ vậy đó. Đi tham quan cái Hạ Long, cái đất nước của mình phải nói rằng đẹp lắm. Xong cái vụ đi Hạ Long là cả hai ngày đó, rồi là bữa sau có cái dịp nữa là đi Đền Hùng và đi Tam Đảo một ngày nữa. Coi như ngày Chủ Nhật nào và ngày mà cái lễ mà Chủ Nhật và thứ Bảy Bồ Tát là hai ngày đi luôn, hai ngày, một ngày Chủ Nhật đi một ngày.
đi đền Hùng, chỗ quốc tổ Hùng Vương của mình, chỗ cái nôi của dân tộc, rồi đi tàu. Chà, cái chỗ Tam Đảo đó, tôi nói nó đẹp ơi là đẹp. Đi con đường ngoằn ngoèo lên trên đèo mà mây nó ở mình đi luồn trong mây, rồi mình lên trên đỉnh thì mây nó ở dưới mình xa tích. Cho nên là cái câu đối mà tôi đọc Phật tử nghe từ lâu đó, chỉ có đi ra cái vùng như vậy thì mới là thấy cái câu đối đó nó có giá trị thật sự, là người ta kinh nghiệm trong cuộc sống thật sự mà người ta đặt ra câu đối. Phật chỉ u quyền như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu dân cánh diễn. Cái chỉ thú, cái giáo lý của nhà Phật nó màu nhiệm lắm. Nó tùy theo căn cơ trình độ của mọi người hiểu, người nào hiểu thấy cũng xài được, cũng đều có lợi ích. Người trí bậc hạ thấy đạo Phật, giáo lý đạo Phật ngang cỡ vậy cũng đem được lợi ích. Rồi người trí bậc trung thấy rằng giáo lý đạo Phật dạy như vậy mà không phải vậy, hiểu lên một tầng nữa thấy cũng có lợi ích. Người trí bậc thượng lâu năm nghiên cứu tu tập tư duy lại thấy cao hơn nữa thì lại cũng đem sự lợi ích. Lên tới đầu non rồi nhìn thấy mây nó lại càng cao hơn nữa. Cái người thượng trí đi tới vô thượng bồ đề thì mới là tột đỉnh của cái giáo lý. Cho nên là Phật chỉ ưu quyền như dân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu dân cánh diễn. Đi Tam Đảo đó mình đi phân một phần nửa núi là đã mình đã chung vô mây rồi. Mình luôn toàn bộ mình đi trong mây hết. Đi lần lần lên 2/3 núi là mình ở trên cái tầng mây dưới. Lên tới đỉnh núi thì là mình ở với tầng mây trên. Nhưng mà tới đỉnh núi rồi á thì lại còn mây ở trên nữa. Cho nên là giáo lý đạo Phật nó sâu xa màu nhiệm, nhìn như mây phủ trên non, trên đầu non. Mà tới được cái đầu non, tới được cái đỉnh núi rồi thì thấy mây nó xa nữa. Thành có đi mới có thấy cái đó. Thiền cơ hạo đảng tợ nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện nguyệt hoàng thâm. Cái việc mà thực hành giáo lý tu thiền định cũng vậy. Nó mênh mông, nó bát ngát, nó bản lãng. Người ta tưởng chừng như là cái người mình tu hành là cỡ trình độ nào mình thấy mình cũng có lợi ích. Mình tưởng rằng thiền là cỡ đó là hết rồi. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Tu sâu nữa thì nó được cái lợi ích sâu luôn, nhiệm màu hơn nữa. Giống như là người ta nhìn trăng trên mặt nước, thấy trăng mặt nước đó vậy mà lợi chụp trăng là trăng sâu hơn nữa, và lặn xuống đáy nữa thì cũng mây sâu mù mà không dễ gì nắm bắt được trăng. Trăng như trên mặt nước mà lặn nữa, chụp trên nước không có, lặn phân nữa dòng sông cũng không có, lặn xuống đáy sông cũng không dễ gì nắm bắt được. Cho nên là có đi như vậy rồi thì thấy những cái câu kinh điển của các bậc tiền bối người ta nó rất là có giá trị. Rồi còn cái chuyện á là cái câu mà các bậc tiền bối là dạy là thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, mà vạn lý vô dân, vạn lý thiên, cũng hay vô cùng. Mà tôi đã dịch tới trong này, tôi đã biết, tôi giảng mấy lúc nay đó. Nước trong thì trăng hiện, mây tan thì trời hiện, phiền não vô minh hết thì Phật tánh hiện. Thì cái mùa này nè, ra miền Bắc các vị không thấy mặt trời, ít có khi thấy mặt trời rồi. Kể từ lúc này cho tới Tết cứ mờ mù mù lâu lắm thấy một vài tiếng hồ mặt trời thôi. Như bữa hổm đó, trước khi mà tôi đi, trước khi cái nhà tôi về đó, là vẫn cũng không có mặt trời. Cho tới cái bữa mà tôi lên máy bay tôi về đây là vẫn có mưa rỉ rả trên đường đi mà. Vậy mà máy bay bay lên trong vòng 3 phút là mặt trời sáng chang chang.
Thì từ cái chỗ đó rồi mình mới thấy rằng là thiên gian hữu thủy thân, thiên gian nguyệt mà vạn lý vô vân, vạn lý thiên, muôn dặm không mây là trời muôn dặm, chỗ nào cũng có trời, lúc nào cũng có mặt trời hết. Sở dĩ không có mặt trời là tại vì mây án mà thôi. Để nói lên rằng Phật tánh trong mọi người lúc nào cũng sẵn có, mà ta không thừa hưởng được cái sự an lạc, cái sự giải thoát của cái Phật tánh thanh tịnh của ta là tại vì phiền não vô minh nó án ở bên ngoài. Vạn lý vô vân, vạn lý thiên, thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt. Dù cho bao nhiêu ngàn con sông, bao nhiêu ngàn ao hồ, miễn là ao hồ đó nước trong thì có trăng hiện. Hãy nước trong mà trăng hiện. Dù là bao nhiêu tỷ người trên mặt đất này, mà nếu mà cái tâm của người ta mà lắng động được những phiền não vô minh, samatha được những phiền não vô minh trong lành thanh tịnh, thì cái mặt trăng Phật của ta nó hiện ra, cái tuệ nhân, cái mặt trời Phật của ta nó hiện ra, giống như là bao nhiêu hồ, bao nhiêu sông vậy. Có bao nhiêu nước, bao nhiêu sông, bao nhiêu hồ, mà miễn là nước trong là trăng hiện. Và chính do cái chỗ đó đó cho nên là cái pháp môn mà tu mà giảng sanh cực lạc là nó cũng có ý nghĩa đó, gọi là giảng sanh cực lạc. Phật Di Đà sẵn sàng tiếp độ bao nhiêu người cũng được, không có gì trở ngại hết. Bao nhiêu người mà tâm tịnh thì Phật Di Đà đều là tiếp rước được hết, gọi là đưa họ vãng sanh được hết. Thế thì cái câu đó đó cũng có đi như vậy thì mới thấy rõ cái chân lý mà Phật pháp không rời thế gian. Thế thì là đi núi mình cũng có cái đề tài mình thiền định để mình nhận thức chân lý. Máy bay nó bay lên mấy phút ngồi là mặt trời hiện ra, không còn mây mù nữa, không còn ảm đạm nữa, cũng là một đề tài để nhận thức chân lý. Tôi còn cái nhận thức chân lý nữa mà tôi nói lên tôi sợ các vị không nghe nổi, là vì tôi học cái câu đó, đó mấy chục năm tôi biết rồi mà không thấy rõ, mà nhờ đi Hạ Long kỳ này mới thấy rõ. Mà các vị dám nghe thì tôi mới dám nói, dám không? Cái câu này nó không có giả đó, mà phàm phu thì nghe nó kỳ, nhưng mà thánh nhân thì nghe cái nào như cái nấy à, nghe cái nào là không có gì kỳ hết. Số là cách đây mấy chục năm á, cái thời kỳ người ta học thì mình cũng học, thì mình đọc văn chương Việt Nam nó có cái thơ của bà Hồ Xuân Hương, bà đối đáp với cái ông Chiêu Hổ. Chiêu Hổ là bạn thi văn với nhau, mà bà Hồ Xuân Hương thì quá quắc ai cũng biết, nhiều cái nổi tiếng quá quắc. Bữa nọ bà mời ông Chiêu Hổ tới nhà chơi, trên nhà chơi thì mời ông Chiêu Hổ đi ngang cái nhà của bà, đi vô cái phòng của bà, rồi bà phơi áo của phụ nữ, đồ của phụ nữ, đồ màu xanh, màu đỏ, màu tím, đủ thứ hết đó. Mời ông nọ ông cưới, ông len lỏi ở trong cái xào đồ á, ông đi, ông kia cũng chịu chơi mà đâu có ngán gì. đi thì cứ như thế mà đi tới thì bà Hồ Xương bà thấy ông Chiêu Hổ tới mà đi len lỏi chung với cái xào đồ mà đủ thứ màu nha. Bà ra câu nói, bà nói tàn vàng tan tía, che đầu nhau đỡ khi nắng cực. Nó ác là cái chỗ đó. Quần áo của bà mà đồ màu mè vậy, bà nói tàn vàng tan tía, mà cái đó coi vậy chứ mà nó che đầu nhau đỡ khi nắng cực đấy. Thì cái đó mà nếu mà nắng mà nó quá cực khổ, nóng nảy ra không, thì cái tàn vàng tán tía của bà đó nó che đầu. Nó mát đi. Thì cái ông Chiêu Hổ ông đáp lại mà nếu không đi Hạ Long tôi không làm sao tôi biết. Ông Chiêu Hổ ông đáp là sự thật, mà nhờ đi Hạ Long Phật tử cho mượn chiếc thuyền bè ngang 4 thước,
dài thuật ở giữa có cái bàn ăn để dài ngồi hai bên có thể dọn thoải mái đồ ăn mấy chục người cũng được. Mà chiếc thuyền đó ở trước là chạm cái đầu rồng to, ở sau là cái đuôi rồng, tức là chiếc thuyền là thuyền rồng rõ ràng. Và cái mui là tất nhiên là ta cũng là dậm vẽ đồ tàu du lịch mà, ta vẽ dời xanh vàng đỏ trắng đủ thứ. Rồi có cái cột buồm dựng lên đàng hoàng, có chiếc buồm dầu không chạy buồm chạy máy mà vẫn cứ để chiếc buồm, nó là làm cho nó có cái vẻ như biển mà. Thế thì chiếc thuyền như vậy đó, mà không đi Hạ Long thì thấy rằng là như chư hổ tự đặt ra, mà kỳ thật là nó là cảnh thật. Ông chư hổ ông đáp lại khi mà ông nghe cái câu mà tàn vàng tán tía che đầu nhau đỡ khi nó cực thì ông đáp lại: thuyền rồng mui vẽ trương buồm lên rồi sẽ lộn lèo. Trời ơi. Trời bác ơi, lăng chương như vậy là hết ý. Mà không đi Hạ Long là không làm sao biết được cái đó. Có buồm đàng hoàng. Do vậy mà cho nên là cổ nhân ta nói rằng đi một ngày đàn là học một sàng không, câu đó vẫn có giá trị thật sự. Học là học vậy chứ mấy chục năm nay mình làm sao mình biết cái đó. Mà đi Hạ Long thấy rõ, rõ ràng là thuyền rồng mua vẽ, ta trang trí để cho du lịch chơi mà đẹp lắm, trương bơm đàng hoàng. Mà muốn lộn lẹo thì phải trương bơm, chứ không trương bơm là sao lộn. Nhân chương kiểu như thế là hết nói nổi. Còn để đây tôi nói cái này là các vị, một cái từ nữa mà tôi cũng học mấy chục năm rồi tôi không ngộ được, mà bây giờ kỳ này lại ngộ được. Số là nấu cơm mà cơm khô quá tôi ăn không có nổi. Có mấy cô đệ tử ni, đệ tử nữ, tôi nói giờ làm sao nấu cơm cho thầy mềm mềm chút. Thế là mấy cô đó mua gạo về nấu cơm mềm. Mềm mà nó hơi quá mềm. Thế thì là cô này cô nói dạ hòa thượng, dạ tụi con nấu cơm này con hơi nát. Nát. Tôi nghe tôi nói nát là cái gì tôi không biết. Hỏi hòa thượng về cơm vậy có nát lắm không? Tôi cũng chưa hiểu nát là cái gì. Thế thì hai ngày sau tôi mới trả lời cô đó. Tôi mới nói chết rồi cô ơi. Cô nói tôi bây giờ đây tôi mới ngộ. Mà tôi ngộ là cũng do bà Hồ Xuân Hương nữa. Hồ Xuân Hương á, bà tả cái bánh trôi nước. Thấy không? Thân em thì trắng, phận em tròn. Nó tròn mà nó trắng, cái da nó trắng mà nó tròn. Bảy nổi ba chìm với nước non. Có những lúc nó nước nó nổi lên, có những lúc không, nó không có nước, nó xẹp. Mà đại để là mỗi một lần sinh con, một đứa con là nó sinh ra nước, mà hết đứa con là nó xẹp nước, nó chìm. Trời đất ơi. Ghê gớm vậy đấy. Hồi xuân hương bảy nổi ba chìm, mà đợi giờ thì chừng một nổi hai chìm với nước non. Còn hồi xưa là bảy nổi ba chìm, có khi là tám nổi mười chìm với nước non. Bà Hồ Xuân nó bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng. Rắn nát, rắn là cứng, nát là mềm. Mà miền Bắc là rắn là khô, mà nát là nhão. Cơm nhão là cơm nát. À, cơm khô là cơm rắn. À, thế thì kiểu thôi. Hòa thượng ăn cơm vậy có nát không? Hòa thượng thấy có nát không? Và con nấu con sẽ nát. Nát là gì? Thế là tôi mới ngộ là rắn nát mặc dù tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Tôi nhớ cái bài thơ đó, tôi mới tìm ra cái chữ nát này nó phát xuất từ cái chỗ rắn nát là cứng và mềm, khô và nhão. Nghe chưa? Do vậy cho nên tôi mới nhắc rằng là các vị phải học cho thuộc kinh.
bây giờ chưa ngộ thì những năm tháng sau các vị sẽ tỏ ngộ. Nhưng mà với điều kiện là các vị phải có thuộc lòng một số cái đã. Rồi bây giờ chưa tỏ ngộ thì những năm tháng sau các vị tỏ ngộ. Những cái câu mà tôi nói nãy giờ đó là mấy chục năm tôi mới tỏ ngộ được ý tứ. Chữ nát cô đệ tử nói tôi không hiểu ngay liền. Ba ngày sau nhờ có thuộc lòng bài thơ kia tôi mới nhớ được, à rắn nát mặc dù tai kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Cái bánh tùi nước đó là cái nhân ở trong bằng cái cục đường, bên ngoài là mình bột nấu thả nấu vậy, nghe nấu cái cục đường ở trong nó tan ra thành ra ở trong ở giữa đó cái chất đỏ 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 ngay giữa đó không bao giờ phai được. Ở ngoài là bột nếp nó bọc trắng tươi mà ở trong là cái ruột quả đỏ, là vì nó là cái cục đường nó chảy ra. Cho nên là cái từ đó, cái từ nát ba ngày sau mới hiểu được. Còn cái câu đối của Chiêu Hổ mấy chục năm sau mới hiểu được. Và còn những hai cái câu đối của tiền nhân tôi nói nãy đó, Phật chỉ u quyền như dân quả sơn đầu, hành đá sơn đầu, dân cánh viễn đó, cũng mấy chục năm sau mới nhớ trực lại, có đi máy bay như vậy mới hiểu được kinh điển rõ ràng. Thế thì đó là tôi nói về cái chuyện đi. Và kỳ này khi mà đi Hạ Long về đó, thì các Phật tử ở Hải Phòng đông hơn cái này nha, đông bớp cỡ bằng hai à, cỡ bằng hai cái vậy à. Người ta mời tôi nói chuyện đạo gì kia cho người ta thâm lơm, với có ít câu đạo lý này kia. Thì cái thầy thượng tọa ở Hải Phòng đó là học trò khóa trước, giờ ông làm phó ban trị sự thường trực ở Hải Phòng, thành ra phải mời tôi xuống Hải Phòng chơi, nhân đó để tổ chức cho đi Hạ Long và đi Đồ Sơn Đồ Luông. Thì cái ngày đi đó thì hứa 2 giờ chiều về thì sẽ khoảng 2 giờ rưỡi là mình sẽ nói chuyện đạo với Phật tử. Thế mà đi về rồi cái xe nó nhè nó cạ vô trong cái phà, nó rơi cái bô ra thành ra này, rồi phải hàng lại trễ. Về vậy mà người ta chờ sẵn sàng, mà ở ngoài đó Phật tử là mặc áo màu đà, mà áo tràng đó giống như áo của Chư Tăng mặc ở đây nè, mà cả đông bằng hai cái này có nhiều hết đều có áo vậy. Ghê vậy, cái tính tâm của các Phật tử ở Hải Phòng khiếp vậy đó. Rồi thì về tới nơi thì là người ta nghi lễ đàng hoàng, bông qua đèn nến người ta thỉnh, người ta tưởng mình không có thấy đường cho nên mà ngày mà vẫn có khai bông có đèn cày đàng hoàng, rồi nó sợ mình đi lạc cho nên nó có khỏ ken người dân đường đi tưởng thấy đường. Tôi nói dầu con mắt có mờ thiệt nhưng mà tôi còn đi được nhưng mà ta cứ ta làm thì mình cứ đi theo. Thế thì giới thiệu xong rồi đó, thì trước khi mà tôi đi đó tôi nói bây giờ tôi không tự đem đề tài, mà thầy trụ trì ở nhà đó là cho Phật tử nói, những người mà đã từng có biết đạo sâu sâu đó, có hiểu đó, thì viết câu hỏi đi. Tôi làm theo kiểu thành phố Hồ Chí Minh có cái cách đó, cần cái gì tôi sẽ giải đáp về cái vấn đề đó cho nó thiết cận. Chứ còn đưa ra cái đề tài Phật pháp rồi Phật chỉ u quyền như vân quái sơn đầu, hành đáo sơn đầu, vân cánh diễn, rồi biết đáp ứng cái gì cho ai giờ. Thôi thì cứ viết câu hỏi. Thế thì họ viết câu hỏi ở nhà mớ. Tôi về trễ tiếng đồng hồ, nhưng mà bắt đầu 3 giờ rồi lên tới nơi rồi làm việc là tới cũng tới 4 giờ rưỡi, tức là 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Câu hỏi thứ nhất hỏi về Kinh Lăng Nghiêm. Thì tới giải đáp về vấn đề Kinh Lăng Nghiêm, vấn đề tu căn nào được hiệu quả nhất, và trong lục căn, căn nào là ưu việt, rồi trong cái nào ưu, cái nào khuyết, bao nhiêu công đức này kia đó. Thì cái chuyện đó các Phật tử biết rồi, đó là coi như là trúng tủ rồi. Họ trúng tủ rồi, không có chuyện gì khó. Mà Kinh Lăng Nghiêm là ai cũng khiếp đảm nha, khiếp đảm mà hỏi cái đó là chết á, chết trận trắng trận dọc á. Mà đây trúng tủ rồi,
Ôi trả lời thiệt, người ta hoan hỷ, Phật tử hoan hỷ lắm. Mà cái chuyện mà từ 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 mình đi từng mức mà phân tách ra là trong lục căn, rồi trong đó là thứ nhất là nhĩ căn nó có ba cái đức là viên, là thông, là thường, ba cái đức chân thật của nó. Ta nghe dễ nghe lắm. Xong câu hỏi rồi là chỉ tới câu hỏi thứ hai là về pháp môn tịnh độ. Làm cách nào để cho được giảng sanh nhanh, làm cách nào và có thể được lợi ích nhiều. Thế thì là tôi giải thích cái kiểu mà tịnh độ giảng sanh, cái kiểu của tôi nói cho Phật tử nghe đấy. Cái vãng sanh của tôi là niệm Phật, vãng sanh thật sự. Và thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, mà vạn lý vô vân, vạn lý thiên đó. Hãy trong tâm mình mà niệm Phật, mà chánh niệm nhất tâm thanh tịnh rồi đó, là Phật A Di Đà hiện sẵn ở trong mọi người. Giống như cái ao nước, bất cứ bao nhiêu ao, bao nhiêu hồ, hễ mà nước đứng lặng thì có tăng hiện vậy. Tăng là ví như Phật Di Đà vậy. Mà cái tâm ta ví như tất cả những ao hồ sông rạch, kể cả chung chế ly tách, hãy có nước là có tăng thôi. Còn cái cách giảng sanh thì vấn đề hướng Tây không cần quan trọng lắm. Đó đề sợ nhiều ngã mất dê, mà người ta hạn chế bất ngã, bất ngã tẻ đi. Để là tôi nói kiểu như vậy. Rồi giảng sanh là cụ thể, thí dụ như là mình đang nóng giận trong nhà mình, mỗi một tuần lễ mình bị 3-4 lần phiền toái, giận dữ, đau khổ. Bây giờ đây là do cái sức niệm Phật của mình. Niệm Phật nó có nhiều cách, quán tưởng nè, sổ châu nè, sổ tức nè. Thế thì là dầu cách nào đi nữa, nhưng mà thí dụ như giờ mỗi lần giận dữ là thay vì mình cầm cái chén, cái ly đang ăn cơm hoặc đang uống nước, mà mình muốn phang cái người mình giận cho nó lỗ đầu ra. Thì cái tâm của mình nó đau khổ, nó bực bội, nó nóng nảy vô cùng, và cái gia đình nó nứt rạn cái tình cảm thương yêu. Nhưng mà bây giờ đây nhờ niệm Phật mà nóng được cái ly này, mà niệm Phật nó mới là bằng, mới là bằng ha. Nhờ nó mới là bằng, niệm vậy đó mà không quăng được cái ly này. Đó là cái công dụng giảng sanh đó. Từ cái lỗ đầu rồi đi tới chỗ mất tan rã tình cảm gia đình, nếu mà tệ nữa nó đi tới chỗ nhà nước rồi làm biên bản điều tra, rồi dầu cha con hay vợ chồng đi nữa nó cũng có cái luật lệ của xã hội chứ. Nó rắc rối vô cùng, mà nhờ niệm nó muốn rồi mà nó giảng sanh qua cái thế giới u tối kia, nó trở thành an lạc. Từ chỗ đó rồi thông cảm nhau, rồi thân thương nhau, rồi hỷ xả nhau, rồi từ từ cho tới nỗi không còn giận run nữa, mà nghe rồi hiểu nhau, rồi tha thứ nhau. Nhớ rằng mình là Phật tử mà, mình là người tu mà, mình phải diệt trừ tham sân si mà. Thế thì nó làm cho cái gia đình từ cái chỗ bực bội mỗi một tuần là 4-5 ngày, giờ nó còn 1-2 ngày, từ từ không còn cái bực bội nữa. Đó là giảng sanh, làm cho cái nhà mình nó trở thành cái cực lạc đó. Chú Châu nghe chịu lắm, cho nên trả lời hai câu hỏi hết giờ rồi xuống nha. Tôi nói như là tới chừng xin tạm đi thăm chùa nữa, mà người ta có giấy vậy đó, người ta giấy trên đường đi để người ta vui mừng á. Thành ra là thấy rất là thân tình và rất là cảm động lắm. Giờ đó có hai câu hỏi là hết giờ rồi, còn cái nữa mà không muốn nói, nói nó kỳ. Kỳ là cái kỳ đó, kỳ lắm. Mấy năm rồi, lần nào đi dạy thì mình chuẩn bị ít nhất 1 triệu bạc bỏ theo, để mà xài về là sạch bách à. Những năm trước người ta gọi là thầy đóng hụi chết, tức là đi dạy đâu có lấy tiền. Trên nguyên tắc là người ta vậy giờ, hồi xưa thời bao cấp nhà nước trả, giờ thì trường cũng phải trả thôi. Ở đây tôi cũng trả cho giáo sư vậy. Nhưng mà tất nhiên là từ ngày đó tới giờ là không bao giờ tôi nhận xu. Thế thì là cái công việc mà ăn tiêu đi chơi đó, đi đây này kia là mình phải đem tiền theo xài.
Cho nên là 1 triệu bằng nhín nhút á, không dám đi đâu hết á, thì cũng phải hết 1 triệu. Kỳ này đi tùm lum tài lê vậy đó mà về còn dư được dài 3 triệu à. Kỳ cục là cái chỗ đó. Ấy, cái chuyện kỳ cục là cái chỗ đó, đó. Cho nên tôi nói nó kỳ, tôi nói không muốn nói được mà. Nên nó tiền đi xe vậy đó là xe bao nguyên chiếc đi không à, mà không tốn siêu nã trơn à. Mà về còn lời nữa là nghĩa là sao? Làm sao nói được vậy đó? Cho nên là nó ngộ lắm. Nó vừa vui vẻ cái việc làm đạo của mình trọn vẹn mà mọi người vui vẻ. Thành ra là cái tháng vừa rồi tôi đi làm Phật sự vui vẻ lắm. Để là nó vậy. Bây giờ bắt đầu làm việc, làm việc nhà trở lại. Do cái chỗ đó cho nên tôi nói với các vị học trò của tôi đây này, mấy lớp ở đây nè, có những vị mà lo chải bươi chải đi học thêm này thêm kia thêm nọ, sợ rồi nữa rồi không có tiền ăn rồi tu rồi nghèo khổ gì. Tôi nói bản thân tôi nè, tôi nói đừng có bươi chải, đừng có bon chen, học đạo là lo học đạo đi. Nếu như học đạo mà không lo nghề khác để mà thủ thế mà làm ăn, mà cái người đó mà bị chết đói chết rách là tôi chết từ lâu rồi. Tôi không hề học thêm một cái nghề gì ngoài cái học đạo, mà không làm ăn bất cứ cái nghề gì ngoài cái nghề đi giảng kinh và dạy học. Vậy mà cho tới năm nay mà qua bao nhiêu cái khúc quanh của lịch sử của đất nước mà tôi còn chưa đói, tôi còn chưa chết, thì làm gì mà các vị chết mà các vị phải sợ. Nay đi chạy học nghề này, mai đi học nghề kia, chuẩn bị nghề nọ để mà lo cho cái cuộc sinh sống. Tôi nói đừng sợ. Nếu phải chết là tôi là cái người chết từ lâu, mà tôi không chết thì các vị đừng có sợ. Cái cuộc đời sống tôi là kỳ quặc. Giảng kinh là chấp nhận đau thương, không chiều bổn đạo. Nghe thì tốt mà không nghe thôi chứ còn không có chịu. Vậy mà còn chưa chết mà còn mấy ông là sao chết được đó. Rồi giờ đó đi làm như vậy đó, mà Phật tử ta cũng có cúng cho mình ăn, rồi mình cũng đi chỗ này chỗ kia người ta cũng ủng hộ, thì chuyện gì mà phải lo cái đời sống mà để mà bỏ đi cái sự học hành, là nó lỗi với Đức Phật, mà nó lỗi với cái nguyện vọng của thầy tổ của đàn na tính thí. Cho nên tôi lấy bản thân tôi nói đó là sự thật đó. Nó phải nghèo, phải đói, phải chết là do không làm những nghề khác thì tôi phải là người chết rồi. Nhưng mà thật sự chưa có nghèo, không giàu lắm nhưng mà không có nghèo gì hết. Càng không có cái vụ đói rồi, đói lạnh không có rồi. Phải lo chi cái chuyện mà bá tánh nhân quần Phật tử người ta cần mình biết bao nhiêu mà mình không đi học, mình đi học những cái mà mình để thủ để lo trong cuộc sống là một sự sai lầm phí phạm cuộc đời. Bây giờ bắt đầu bữa nay là tới phẩm Đề Bà Đạt Đa, phải không? Phẩm thứ 12 là Đề Bà Đạt Đa. Phật tử để ý đó, đọc cho kỹ về cái phẩm thứ 11 là Hiện Bảo Tháp đó, quan trọng vô cùng đấy. Bổn môn và tích môn là phát xuất từ cái phẩm Hiện Bảo Tháp đó. Phật đã bảo là các vị tiền bối tôi gọi là bổn môn, còn Phật Thích Ca tôi gọi là tích môn. Ở đây tôi không nói cái từ cũ đó nữa, mà tôi nói rằng Phật Thích Ca là thị giác, Phật đã bảo là bản giác. Bản giác là cái đức tánh giác ngộ vốn có của mình, cái đó nó hiện hữu, nó tồn tại vô thủy vô chung, lúc nào nó cũng vẫn còn, và nó tồn tại vĩnh cửu trong vũ trụ, mà nó cũng tồn tại vĩnh cửu trong con người của mỗi chúng ta. Nó giống như mặt trời tồn tại vĩnh cửu trên trời vậy, với điều kiện là khi nào không có bị mây mưa mù mịt che át,
thiên gian, vạn lý vô dân, vạn lý thiên. Tại vì mây đen mù mịt che án mà làm cho mặt trời như không có chiếu sáng, chứ kỳ thật không phải mặt trời không có chiếu sáng. Bản giác của chúng ta lúc nào cũng tồn tại hiện hữu trong ta, mà ta không sử dụng được, ta không nhờ cậy được, ta bị vô minh đau khổ tràn ngập, là tại vì ta bị vô minh, ta đau khổ tràn ngập, ta không thấy được sự an lạc, sự giải thoát, là tại vì ta bị vô cái mây vô minh nó che lấp. Chứ cái bản giác thanh tịnh đó vĩnh cửu trong ta. Còn Phật Thích Ca là thị giác. Thị giác là phải tạo cái điều kiện giác ngộ mới thì mới có thể hội ngộ được, mới có thể trở về với cái bản giác mới được. Nếu không có cái giác ngộ mới tạo này thì không có Phật, thì Phật Đa Bảo không có điều kiện để hiện ra. Nhờ có cái điều kiện giác ngộ mới là Phật Thích Ca mới nói kinh Pháp Hoa. Nói kinh Pháp Hoa là nói chân lý, mà nói chân lý mới vẹt tan phiền não, cái mây phiền não vô minh, thì cái mặt trời Phật vĩnh cửu là Phật Đa Bảo mới hiện ra. Thế thì là bản giác và thị giác mới hợp với nhau. Mà trong kinh nói rằng là Phật Đa Bảo mời Phật Thích Ca lên ngồi chung phần nửa cái tòa. Cái bài cái phẩm đó hết sức là sâu sắc, chứa đựng cái triết lý ở trong đó. Còn nói cái chuyện mà mượn đất rồi dời người trời đi, là nói cái đó đó, không phải là nói cái chuyện có là quan đường thần thoại, mà đó là cái cách mà Phật đã giao, đã nói trước cho hàng đệ tử biết rằng Phật nói kinh có 12 cách, mà cách nói đó là gọi là cái bộ môn vị tầng hữu. Bộ môn vị tầng hữu là nói những cái chuyện lạ lùng, mượn cái câu chuyện lạ lùng để mà nó chứa đựng cái triết lý là mình phải samatha, phải là diệt trừ những cái ý niệm về tham lam phước báo, là địa vị quyền lợi tầm thường của người của trời, phải dẹp nó đi hết đi, thì cái tâm Phật, cái tri kiến Phật mới hiện ra được. Thành ra nói rằng Phật Thích Ca là dời hết người trời đi để cho ứng thân Phật, để cho hóa thân Phật của ngài trùng trùng vô tận trở về ngồi đó, là cái cách nói cái bằng vi tầng hữu. Mà chính mà thuộc cái đó là cũng do có đi đền Hùng lại càng hiểu cái đó hơn. Hùng Vương hồi xưa, cái câu chuyện mà nghĩa là cái dòng giống Việt Nam là con rồng cháu tiên, nói dân tộc Việt Nam là con rồng cháu tiên, là cũng là cái bộ môn vi tầng hữu ở trong kinh Phật. Rồi Bạo Cơ đẻ ra 100 cái trứng, nở ra 100 người con. Bạo Cơ là tiên, mà Long Vương là rồng. Long Vương mấy là hội hợp với bà tiên, sanh ra trứng, đẻ ra con, nở ra 50 chạy trên rừng theo mẹ là tiên, 50 chạy xuống biển là rồng, là theo cha. Để nói lên rằng là cái triết lý của con người của một dân tộc Việt Nam là khôn ngoan, là phân công hợp lý, phải có cái sự, cái trí tuệ phân công hợp lý như vậy mới sống được. Bởi vì tục ngữ, ngạn ngữ Việt Nam người ta gọi là muốn kiếm tiền nhiều phải lên rừng, mà muốn kiếm bạc nhiều là phải xuống biển, ta gọi là tiền rừng bạc biển. Do vậy cho nên chia ra phân công là theo mẹ lên núi, lên rừng để mà tìm cái kinh tế để mà nuôi sống cái dân tộc mình.
Còn một số là phải theo cha xuống biển mà khai thác biển để cho là xây dựng cái kinh tế, cái đất nước của mình, ta gọi là tiền rừng bạc biển. Thế thì đó là cũng là cái cách mà nói vị tằng hữu đó. Và nói lên cái dòng giống là rồng tiên để mà mình tự hào cái dân tộc của mình là thông minh, là trí tuệ đó, phải là người thường. Chứ còn thì làm gì mà cái dân tộc Việt Nam mình lại là có cái chuyện vậy. Rồi còn cái chuyện mà thánh giống mà nghĩa là một đứa nít vô dụng, mà tới cái lúc nọ mà nghe quốc gia hữu sự Nhật Bản chiêu hiền của nhà vua, bừng sát khí, nghĩa là phẫn nộ, ngồi dậy Nhật Bản chiêu hiền rồi nghĩa là bắt đầu ăn. Ăn của cha của mẹ ăn không đủ, hàng xóm đem lại cho ăn, ăn hết bao nhiêu gánh giống của làng xóm đem lại cho ăn, ăn bao nhiêu cũng hết, ăn nó lớn như thổi, ta gọi là lớn như phù đổng mà, như thổi. Thế là yêu cầu nhà vua rèn cho con ngựa bằng sắt, cái giáo bằng sắt đi đánh giặc. Đi đánh giặc mà đánh cho tới nỗi nghĩa là ngựa sắt giáo sắt, đánh tới nỗi là gãy giáo. Gãy giáo thì chẳng lẽ gãy giáo rồi chịu thua sao? Nhổ tre mà phóng, nhổ tre, nhổ từng bụi vậy, có sức mạnh phù đổng mà, nhổ từng bụi và phóng, cuối cùng thắng giặc. Đấy, thế thì cũng là cái lối vị tằng hữu đưa ra một cái truyền thuyết để nói lên một cái khí phách dân anh hùng của một dân tộc. Đó là cái cách vị tằng hữu. Cho nên là kỳ rồi tôi đi tới đền Hùng, nhớ lại tổ Hùng Vương, còn cái mã của vua Hùng thứ sáu, cái mã rất đẹp, còn các vua Hùng khác thì chỉ còn cái đền kỷ niệm thôi. Thế thì là ôn lại cái lịch sử của dân tộc Việt Nam, văn hóa của dân tộc Việt Nam, nó có những cái giai thoại như vậy. Mà đó là cái cách giống như trong đạo Phật mình gọi là vi tằng hữu thuyết ấy. Không phải là nói chuyện quan đường, nghe là quan đường nhưng mà nó chứa đựng cái triết lý ở bên trong. Học phải hiểu như vậy. Mà nếu mà gì nhờ, mà phù đổng mà nhổ tre mà phóng mà tụi giặc ân không chịu thua đó, không là nhổ luôn cả khoai mì cũng phóng luôn đó. Nhưng mà tới tre là tụi kia quản kinh cha rồi, thấy sức mạnh quá trời như thế thì làm sao mà không chạy. Thế là tụi nó chạy, chạy thì thôi thì là cái bằng là ban sư mà khải hoàng thắng trận rồi. Chứ nếu mà tre mà nhổ mà nó hết tre mà nó chưa chạy là nhổ luôn khoai mì à. Thành ra cái phẩm thứ 11 hết sức là sâu sắc, đọc thiệt nhiều thiệt kỹ. Rồi nhân cái lúc mà tôi nói vậy đó, rồi nhớ mang máng. Dù bây giờ nếu ai đó chưa hiểu kỹ, nhớ mang máng vậy, 5-7 năm sau kỹ rồi sẽ hiểu, hoặc 5-10 ngày sau. Bây giờ phẩm thứ 12 là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là nên nhớ rằng Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Phật. Đề Bà Đạt Đa là anh ruột của ông A Nan ấy, chứ không phải ai đâu lạ. Thành ra học cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, rồi nhớ lại cái mẫu chuyện của Đề Bà Đạt Đa mà nó làm cho ta có một cái suy nghĩ chín chắn hơn nữa về đạo Phật. Anh em chú bác ruột mà Đề Bà Đạt Đa mà đi xuất gia. Bây giờ phẩm thứ 12 là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là nên nhớ rằng Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Phật. Đề Bà Đạt Đa là anh ruột của ông A Nan ấy, chứ không phải ai đâu lạ. Thành ra học cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, rồi nhớ lại cái mẫu chuyện của Đề Bà Đạt Đa mà nó làm cho ta có một cái suy nghĩ chín chắn hơn nữa về đạo Phật. Anh em chú bác ruột mà Đề Bà Đạt Đa mà đi xuất gia tu là theo Phật mà tu đấy chứ. Vậy mà sau đó muốn giành cái địa vị với Phật, cái lúc mà Phật cỡ 60 tuổi là ông Đề Bà Đạt Đa đã muốn thay Phật.
để lãnh đạo giáo đoàn, yêu cầu Phật truyền quyền bính cho thầy, thầy Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa thì hồi xưa cũng là một vị sa môn, một vị khắc sĩ vậy đó. Ông đưa ra 5 điều mà nghe ra thì rất đạo đức, mà kỳ thật là một cái thủ đoạn vô cùng hiểm độc. Ông đưa ra 5 điều. Ông yêu cầu, một là yêu cầu Thế Tôn, từ đây cho các vị khất sĩ, nghĩa là người khất sĩ tu hành, là ở vĩnh viễn trong rừng, chứ đừng có cho ra thành thị. Vì ra thành thị thì sợ là nó có những cái điều kiện không tốt rồi nó nhiễm ô, không cho ra thành thị, không được tá túc bất cứ ở nhà ai quen thân gì ở thành thị, không cho ra, nghĩa là ở vĩnh viễn trong rừng thôi. Nghe rất là đạo lý ha, nhưng mà thâm độc rồi. Điều thứ hai là người khất sĩ tu theo sa môn, đạo sa môn của Phật, thì vấn đề ăn là dính dưới ăn chay mà không được ăn mặn. Ai có cho đồ mặn cũng dù là mặn là không được ăn. Như vậy thì mới là vấn đề thiểu dục tri túc, là vấn đề giữ giới thật là nghiêm tịnh, là phải làm vậy. Vấn đề thứ ba là y áo, là chỉ lượm những cái giá rách, những cái đồ của ta bỏ trong gò má mà kế lên mà mặc thôi, chứ không được thọ dụng của thí chủ cũng dược. Điều thứ tư là đi khất thực, vĩnh viễn đi khất thực, chứ không được thọ sự cúng dường của đàn Việt thỉnh mời. Đủ chưa? Đủ 5 điều chưa hả? Thế thì là đem ra họ yêu cầu Đức Phật vậy. Đức Phật nói Đức Phật không chấp nhận. Đức Phật nói rằng là vấn đề ở rừng, nếu vị nào muốn tự nguyện muốn ở trong rừng mà không ra thành thị thì điều đó cũng được tốt thôi, còn nếu mà ta muốn đi thành thị thì Phật không có cấm, tức là không chấp nhận. Vấn đề y, Đức Phật không cần bắt buộc phải lượm những cái giả rách của những, hoặc là lấy những cái giải của những bãi tha ma người ta vô dụng mà mai, mà thí chủ có quyền cúng dường. Nếu ai bằng lòng bận áo nạp, giải rách, giải bỏ thì người đó thích, bằng lòng thì cũng làm được. Nhưng mà nếu người nào muốn thọ dụng của người cúng dường thì vẫn được quyền thọ dụng, chứ không cấm. Cái thứ ba là vấn đề ăn. Người nào tự nguyện ăn, không ăn thịt cá thì điều đó cũng tốt. Nhưng mà nếu đi khất thực mà thí chủ người ta có gì ta cho nấy thì các vị khất sĩ có quyền nhận, Phật cũng không cấm. Người nào muốn ở trong rừng vĩnh viễn thì ở, mà người nào có duyên cớ muốn đi thành thị thì đi, Phật cũng không cấm. Thế thì là những cái là y là chỉ được chỉ được đồ rách, là Phật nói là được quyền thọ dụng y của thí chủ cúng, miễn là không quá ba y. Thế thì những điều Đề Bà Đạt Đa đưa ra Đức Phật không chấp nhận. Thế thì ông bất mãn trong lòng. Sự thật là đưa ra đó để cho Phật không chấp nhận, để mà tuyên truyền rêu rao rằng Phật tu hành không có chín chắn, không dám chấp nhận những cái điều khổ hạnh thật sự, mà còn trong đó nghĩa là coi như là không dám làm khổ hạnh, tuyên bố là thiểu dục tri túc. Mà cái thiểu dục tri túc của ông Đề Bà Đạt Đa đưa ra Phật không dám chấp nhận, nghĩa là cái đạo của ông chưa cao,
Còn phần Đề Bà Đạt Đa là đưa ra năm điều đó để thi hành. Thế thì năm cái điều đưa ra nghe rất đạo đức mà kỳ thật là để mà chiến tranh tâm lý. Và thật sự Phật không chấp nhận là sau đó tuyên truyền liền. Một là Phật tuổi già, hai là cái tư tưởng của Phật hơi lạc hậu, và Phật không dám kham khổ cái đời sống thiểu dục tri túc đúng mức như vậy. Cho nên ông lập ra cái giáo đoàn riêng và cấu kết thân thiện với Thái tử A Xà Thế. Thái tử A Xà Thế là con vua Tần Bà Ta La. Vua Tần Bà Ta La là một người tín đồ, một người Phật tử quý Phật hết sức quý. Hoàng hậu của vua Tần Bà Ta La là bà Vi Đề Hy, cũng quý Phật đệ tử, thân tín Tam Bảo rất là quý tốt. Có người con tên là Thái tử A Xà Thế. Thái tử A Xà Thế thì cũng nghĩ rằng là phụ hoàng mình già rồi, bây giờ mình muốn làm vua mà chờ ông già này chết lâu quá, thôi giết ông cho rồi. Thế thì là lận gươm vô cung giết. Giết rồi thì là lận vệ đón bắt được, bắt được đem vô. Vua Tần Bà Ta La hỏi sao con cầm gươm, mang gươm đi đâu, vào trong cung làm gì? Nó dạ con vào để giết cha. Hỏi sao con giết cha? Nó dạ cha già rồi, làm vua lâu quá rồi, giờ con muốn làm vua, con giết cha. Vì vua Tần Bà Ta La nói thì nếu mà con muốn làm vua thì con nói thì cha vẫn nhường cho con được mà. Thế là không giết được, và ông vua vẫn thoái vị để cho Thái tử A Xà Thế là làm vua. Nhưng mà sao đó nghi ngờ, sợ mình làm cái điều tội lỗi này rồi có những người mà trung thành với phụ hoàng rồi chống lại mình, cho nên vẫn bắt hạ ngục vua Tần Bà Ta La cho tới nhịn đói mà chết. Cho tới đói mà chết ở trong cung là Thái tử A Xà Thế. Và Thái tử A Xà Thế này cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, mấy trời cúng tứ sự cúng dường đầy đủ để Đề Bà Đạt Đa lập ra một cái giáo đoàn khác tu hành để mà chia bớt cái lực lượng, cái thế mạnh của về mặt tôn giáo. Thế thì là ông Đề Bà Đạt Đa có chia rẽ với giáo đoàn của Phật một lúc đấy. Thế thì đọc tới đó, nhớ tới đó rồi tôi nói Phật tử để ý. Chính cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế, Đức Phật là chí tôn vô thượng, là cái bậc giác ngộ mà được nhiều người kính quý đấy. Nhiều vua kính quý và nhiều dân kính quý, cả bốn giai cấp đều có người kính quý tôn trọng. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp đối lập nguy hiểm mà cũng theo Phật rất nhiều. Sao lại thất một kiền liên là Bà La Môn đấy chứ? Và nhiều người Bà La Môn đã theo Phật. Sách Đế Lị, nhiều hoàng tử, nhiều thái tử theo Phật. Phải xá Thủ Đà La cho tới Bariya là giai cấp ngoại cấp, giai cấp hạng bét, không được nhìn cái người là ở giai cấp lớn, ở giai cấp Bà La Môn, Sắc Đế Lị. Đúng cái người mà quý tộc là bị đánh chết bỏ mà không có pháp luật ấy. Vậy mà vẫn có ở trong giáo đoàn Phật đã độ được nhiều người. Như thế thì là bao nhiêu người đều kính quý Phật đấy. Vậy mà vẫn có đối thủ như thường. Mà trong đó đối thủ là cái người nói về thân tộc là Hoàng Thân Quốc Thích, là Đề Bà Đạt Đa đấy. Vừa là anh em chú bác, vừa là đệ tử, bà Phật gây chia rẽ là hận thù. Nhớ tới cái chỗ đó rồi tôi nhắc với đại chúng, chúng ta tu hành chúng ta đừng có cầu toàn. Cái bằng cầu toàn mà trách bị, mình muốn cái gì cho nó viên mãn hết, cho trọn vẹn, không có đâu.
cuộc đời luôn luôn là hễ có tốt thì có xấu, hễ có người kính quý thì cũng có người công kích và chia rẽ và chia bai. Hễ có những người tốt thì có những người xấu, không bao giờ mà nó không có. Ngay thời kỳ Phật mà còn có chia rẽ trong giáo đoàn như vậy, và còn bao nhiêu người tìm cách ám sát Phật. Cô gái mà giả bụng chữa của Bà La Môn đưa vô để phao du giáo đoàn của Phật cũng là một hình thức ganh tị thù hèn. Và giết người chết đem chôn vào trong cái đất của Phật ở để mà tố cáo những vị khất sĩ là bất chánh, là sống sai đạo đức, cũng là một hình thức thù hận. Bây giờ cũng như vậy, mà xưa kia Đức Phật là cái đấng vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn mà vẫn không tránh khỏi. Cho nên nhớ cái chỗ đó, mà ta chọn một cái con đường tu học giáo lý của ta cho vững vàng, rồi ta hành để cho ta có an lạc, đời sống ta có an lạc, lấy cái đó mà làm cái chuẩn. Còn cái chuyện mà theo bên này, theo bên kia, theo bên kia, theo bên nọ, chuyện đó chuyện của người đời, đừng có lo và cũng đừng có bận tâm. Mà tất cả đều là phải vận dụng cái lý trí, cái nhận xét của mình trên con đường tu hành. Chứ còn là thị phi, là nhân ngã, là phải quấy, là khen chê, là thời kỳ Phật vẫn vậy thôi. Nhưng mà Đề Bà Lạt Đa rồi tới chừng cái ngày mà gần chết rồi, rồi cũng quay về coi như là phát lồ sám hối trước cái giờ hấp hối. Thành ra Đề Phật cũng thọ ký, ông sau này cũng vẫn được thành Phật, là bởi vì thật sự dầu ông xấu, cái Phật chất, cái tri kiến Phật trong ông, của ông tự nó có, chứ không phải là Phật cho. Cho nên nếu ngày nào đó mà ông ăn năn, ông biết cái điều chánh, điều tà, điều chân, điều nguyện, ông tu là ông có quyền thành Phật chứ. Vì Phật chất là cái sẵn có của mọi người, cái bản giác vốn có của mọi người, chứ không phải là vì tin Phật mà Phật cho tặng cho cái đó, hay là vì chống đối Phật mà Phật đòi lại cái đó, không có. Do vậy cho nên là chống đối Phật, chia rẽ giáo đoàn như thế, nhưng mà vẫn có điều kiện để thành Phật nếu biết hướng thiện, bồi dưỡng đạo đức, phụng sự chư Phật. Chư Phật đây có nghĩa là Phật tâm, Phật tánh, thì người đó có thể thành Phật. Bây giờ ta đi vào kinh văn này. Lúc bây giờ Phật bảo các Bồ Tát và bốn chúng: trong quá khứ vô lượng kiếp, ta đã tìm cầu kinh Pháp Hoa không hề biến trễ, nhiều kiếp tu thường làm vua phát nguyện cầu đạo Bồ Đề, lòng không thối chuyển, vì muốn đầy đủ ở pháp Ba La Mật, ta siêng làm việc bố thí, lòng không liếng tiếc một vật gì, dù đó là tiền bạc, châu báu, đất đai, vợ con, tôi tớ, hay là thân thể của ta. Ta đọc mấy câu đó thôi, ta suy nghiệm lại, ta suy nghiệm lại, ta nhớ là cái câu mà chứng đạo ca mà Huyền Giác Thiền Sư đã đúc kết đây: sanh tử du du vô định chỉ, kỷ hồi tử kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Cái đoạn này nè, trong vô lượng kiếp nhiều lúc ngài làm vua nữa cơ, vì cầu pháp đại thừa, vì cầu kinh Pháp Hoa, không hề liên tiếp một điều gì mà nhiều lần như vậy trong vô lượng kiếp. Như vậy là cuộc sống của chúng ta là kỷ hồi tử kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Mà Huyền Giác Thiền Sư lấy cái này để chứng minh nè: ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Thầy ta, Huyền Giác Thiền Sư nói thầy ta tức là Phật Thích Ca đó, trong vô lượng kiếp có một kiếp nọ được gặp Phật Nhiên Đăng mà thọ ký cho ông sau này sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Và trong cái lúc đó thì cũng như nhiều đời nhiều kiếp là Phật đã từng làm nhẫn nhục tiên, là cái người tu hành
cầu pháp đại thừa đã từng làm cái người tu núi, tiên tức là người tu núi, mà nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Cho nên tôi muốn nhắc với đại chúng cái vấn đề sinh tử. Các vị nên để ý, các vị phải tập chừng nào mà các vị mà thấy trong dòng thân bằng quyến thuộc của mình hoặc là bạn bè trong thân nhân mà có cái người mà quá cố, các vị đi thăm lâm mà bình thản mà không có nao động gì hết, chừng đó mới là tốt. Bình thản, nghe nó chết rồi, ủa chết rồi hả, hỏi nhiêu tuổi, nói 68, à quá ngon lành, có chuyện gì đáng lo nữa, quá sướng. Nói thêm câu nữa, con của Phật, cái người mà tu hành được Phật khen là mật hạnh đệ nhất, nó có 51 tuổi chết, mà 68 tuổi chết là quá như tiêu chuẩn, cười khà khà. Còn thí dụ như tôi giờ còn có mấy tháng nữa 70, mà nếu mà bây giờ mà nó chết đi, hỏi cho thầy thì không, chết chưa, nó chết rồi. Hỏi như có nhiêu tuổi vậy hả, mà sao chính còn mấy tháng nữa là 70 đó. Ở nó vậy thì thế thì là cổ lấy, kể như cổ lấy quá ngon lành. Nhân sanh thất thập cổ ly, 70 là không phải dễ có, mà ông này được 70 là chuyện quá ngon lành, không có chuyện gì phải buồn phiền. Rồi nói thêm câu, sơ tổ phái thiện lâm, phái trúc lâm Việt Nam có 40 tuổi chết rồi. Còn nhị tổ là Pháp Loa nó có 46 tuổi chết. Còn tam tổ là ông Quyền Quang ấy có 60 tuổi rồi. Trong tam tổ cao nhất là có 60 tuổi rồi. Giờ ông này mà được 69 thì còn có mấy tháng nữa 70 là ông này là nói theo tiếng Mỹ tôi gọi là number one thì chứ còn gì nữa. Sao đừng bao giờ nhăn nhó mặt mày, phải tập tính rui như vậy là các vị thấm nhuần đạo Phật rồi. Chứ mà nghe nó chết âu sầu thê thảm là chưa giác ngộ đâu. Cái này là nói này khó nghe lắm. Tại sao nói như vậy và tại sao phải tập như vậy, là bởi vì các vị nên nhớ rằng là con người chết không bao giờ mất, mà chúng ta sanh đây không phải nó mới sanh cách đây là 69 năm hay là 45 năm hay là 37 năm, không phải vậy. Chúng ta sanh từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, cũng như chúng ta tử đã từng vô lượng kiếp và vô lượng lần tử cho tới bây giờ, cái bằng kỷ hồi tử kỷ hồi sanh. Sự sinh tử của chúng ta lại như là những cái sóng ngoài bong bóng bọt mà nổi chìm chìm, nổi nổi chìm, sanh diệt diệt sanh. Nó là những cái hiện tượng hữu cùng, nó nổi chìm, nó ẩn hiện trên cái bản thể vô cùng, đâu có mất cái gì đâu mà sợ. Phải tư duy quán kiến cho được cái đó rồi các vị mới thấy các vị không còn sợ. Tôi bây giờ tôi muốn nói cái đó dữ lắm, muốn nói cái đó để cho những người nào mà có đủ sức nghe, để mà tôi luyện cho mình trong cái tư thế sẵn sàng. Cho nên sống là vẫn an vui, vẫn tự tại, mà chết cũng vẫn là tự tại và an vui. Cái đó là cái kết quả của đạo Phật đó. Chứ đừng có chờ tu rồi chờ cái chết, mà còn ngay bây giờ là đau khổ đủ thứ, sợ sệt đủ thứ, lo âu đủ thứ, nằm ngủ tính toán đủ thứ, mà chờ ngày chết hy vọng được một cái gì đó, coi như chưa vào được cửa đạo đâu. Thì nên tôi nói cái này là tôi muốn nói với đại chúng, những người mà có thể tiếp thu để mà bồi dưỡng, mà tạo cho mình một nếp sống an lành, hạnh phúc, tự tại, khinh an, giải thoát, cái đó mới có kết quả. Bởi vì tương lai phải xây dựng bằng cái chất liệu của hiện tại mà. Hiện tại mà không ra gì thì tương lai làm sao ra gì. Hiện tại không an lạc, không hạnh phúc thì tương lai hạnh phúc và an lạc ở đâu ra. Ngày nay không làm ra một cắt bạc nào
đói khổ lang thang mà hy vọng là ngày mai ngày mốt là giàu có sung sướng. Lấy ở đâu mà giàu có mà sung sướng? Ngày nay mình phải có trí tuệ, mình phải có công ăn việc làm đầy đủ sung sướng, thì ngày mai mình dựa vào cái chất liệu vốn liếng này mà mình tích lũy của cải vật chất nó nhiều hơn, thì ngày mai tháng sau nó mới nhiều hơn, mới sung sướng được chứ. Bây giờ đói khổ lang thang, không hề có nghề nghiệp, không hề có tiền bạc, không đủ không có cái gì để ăn hết. Vậy mà trông chờ gian giá khấn nguyện, hy vọng mai mốt tháng sau giàu có sung sướng, lấy đâu ra? Bây giờ không có cục gạch nào, không có bao xi măng nào, không có tiền nữa, mà hy vọng tháng sau mình có cái nhà lầu, làm sao có? Cái chất liệu của cái nhà lầu là xây dựng bằng cái xi măng sắt cát của ngày nay. Mình có tiền mình mua thì mình mới có, mình xây chứ. Hiện tại không có, mà mơ ước tương lai thì làm sao có được. Cho nên là phải tập cho mình ở trong cái hiện tại, mình phải có an lạc, phải có an lạc, phải có hạnh phúc là cái tối thiểu. Tu hành thì phải có tự tại, phải có khinh an. Cái đỉnh cao cuối cùng là Bồ Đề và Niết Bàn vô thượng. Tôi muốn nhắc đại chúng cái đó. Sai cái mục tiêu đó là coi như mình chưa vào cửa đạo đâu. Nên đọc cái đoạn này đó. Chúng ta đâu phải mới sanh có mấy mươi năm. Kỷ hội tử, kỷ hội sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Sanh tử mệt mờ, sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, không có bờ bến. Cái đèn nó tắt chứ mất đâu, không có mất. Đủ điều kiện nè, rồi giờ thiếu một duyên nè, vậy thôi. Sự sống chết cũng vậy, nó thiếu một điều kiện thì nó cái điện nó ẩn, đủ thêm một điều kiện cái điện này nó hiện, vậy thôi. Chứ tắt vậy không có mất cái gì hết. Tập luyện như vậy, còn bằng không chấp nhận như vậy, có nghĩa là mình chấp ngã. Mình chấp cái bản ngã là con người này mình muốn cho nó còn vĩnh viễn, là mình là người phản bội với chân lý, tức là trái lời Phật dạy. Phản bội chân lý là không bao giờ mình được cái gì. Chân lý mà mình làm ngược nó sao được? Mình phải tùy thuận chân lý chứ. Chứ chê bỏ làm ngược chân lý có được. Tôi nói ví dụ đây nè, là điện nè, nó làm ra máy nè, hạnh phúc không, văn minh không, hiện đại không, nói lớn lên cả mấy ngàn người nghe cũng được. Nó làm ra đèn nè, nó làm ra quạt nè, nó làm ra tivi nè, tủ lạnh nè, truyền hình nè, bàn ủi nè, bếp nấu nè, để sưởi ấm nè, làm xe hơi để chạy nè, làm tàu bay để bay nè, vân vân. Điện không à, đều là công dụng của điện năng hết. Nhưng mà nên nhớ rằng đây này nha, hiện đại vậy nè mà chết tức khắc cũng nó, cháy nổ ghê gớm cũng nó, tàn bạo mà không có cái gì độc hại bằng điện. Mà điện cao thế, đụng một cái là nó đen tức khắc, không kịp nói ra một cái ớ, nó tàn bạo vậy đó. À, làm cái còn không kịp nữa. Còn cái điện mà vô nhà này đó là cũng la cũng không kịp đó, nhưng mà còn la được là tại vì mình không biết sử dụng điện. Chứ mà biết sử dụng điện thì đó, văn minh, hiện đại, tiện nghi, hạnh phúc, sung sướng. Mà sử dụng sai nó thành ra cháy nổ ghê gớm, giết người một cách ghê gớm, không thể tách rời nó ra được, không thể tách bỏ cái mà nguy hiểm, cái trái, cái nổ, cái giết người ghê gớm đó, mà có cái điện văn minh hiện đại sung sướng tiện nghi. Thế thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy, đừng có hy vọng, đừng có chê bai cái gì. Bây giờ là cái tâm của ta, đời sống của chúng ta, vấn đề là ta biết sử dụng, giống như ta biết sử dụng điện. Ta biết cái nào là nguyên nhân của phiền não, của khổ đau, của vô minh, của chấp chóc. Ta đừng có
vi phạm cái điều đó. Ta biết cái nào là nguyên nhân của an lạc, của giải thoát, của hạnh phúc, ta bồi dưỡng, ta sử dụng cái đó, ta lấy cái đó ta làm cái, ta sử dụng đúng cách thì ta sẽ có được cái đó. Giống y như xài điện, chứ chê thân này, chê tâm này đâu có được, mà chê cái sự vô thường là trong cuộc sống cũng không được. Sanh già bệnh chết là chân lý, nó phải vậy thôi. Chê đòi bỏ nó ra không được, bởi vì cái sự vô thường là chân lý mà. Mình không già sao được, mình không chết sao được, sợ đâu có khỏi. Mình không thấy ngược chân lý. Cho nên đọc cái đoạn này nè, mới thấy là Phật nè vẫn là sanh tử du du vô định chỉ. Đời sống sanh diệt, diệt sanh biết bao nhiêu lần rồi, biết bao nhiêu kiếp rồi, trong vô lượng a tăng kỳ kiếp rồi nè. Tỏ ngộ được cái chân lý này là các vị sẽ không còn sợ hãi. Chết Đức Phật đâu phải là cái người không chết. Các hàng thanh văn duyên giác đâu phải là cái người không chết. Nhưng mà cái điều là cái chết không hề có sợ hãi, là vì ta tùy thuận chân lý. Còn trong lúc sống này ta biết thế nào, những gì là nguyên nhân của đau khổ, của ưu bi khổ não mà ta chừa nó ra. Giống như là người ta không bốc bậy sai lầm về điện, và là xài đúng cách thì cái điện nó trở thành văn minh, trở thành hiện đại, trở thành tiện nghi. Vậy thôi à. Cho nên đọc những cái đoạn này, hồi trước kia, mấy mươi năm trước là tôi cũng giảng kinh vậy. Nhưng mà giảng kinh là giảng kinh, chứ không phải giảng cái của mình. Bây giờ đó thì giảng kinh nhưng mà đều dựa vào cái lời của Phật dạy mà triển khai ra những cái mà nó tương quan với cuộc sống thật sự của mình. Và cái sống của mình là cái thân với cái lời dạy của Phật. Chứ còn mà nói kinh mà đọc bằng chữ bằng nghĩa để trong kinh thì nó không có nhầm gì hết trơn nữa. Vì lòng mến chánh pháp, ta nhường ngôi cho thái tử và truyền rao trong dân chúng rằng ai nói được pháp đại thừa cho ta nghe, ta sẽ trọn đời hiện thân làm tôi tớ hầu, hiến thân làm tôi tớ hầu hạ. Lịch kiếp vì minh quân, vì lương tướng, vì hiếu tử, vì đạo sư, vận dụng chân như kiết vô lượng thiện duyên trang nghiêm phước hải. Trong vô lượng đời ức kiếp, có lúc làm minh quân, có lúc làm tướng tài, có lúc làm con thảo, có lúc làm đạo sư, vận dụng chân như mà kết duyên lành với vô lượng chúng sanh để trang nghiêm phước đức cho mình. Hiện thế khi trân bảo, khi thê noa, khi quốc thành, khi dương dị, duyên thành đại giác, thiết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê luân. Ở cái đời hiện tại, Đức Phật Thích Ca này là bỏ cả vợ con, bỏ cả quốc thành, bỏ cả vương vị, bỏ cả trân bảo để đi tu hành, để mà hoàn thành cái đạo giác, rồi thuyết hằng sa diệu pháp để mà cứu cho những chúng sanh đang chìm lặng ngục ở trong cái sông mê. Bây giờ có vị tiên nhận tuyên nói kinh đại thừa diệu pháp liên hoa, nếu nhà vua không trái lòng, nếu nhà vua không trái ý ông, vua chịu theo và hầu hạ vị tiên làm đủ mọi việc trải 1000 năm hết lòng siêng năng vì trọng pháp. Phật nói tiếp: nhà vua thời ấy nay là ta, còn vị tiên nay là Đề Bà Đạt Đa đấy. Đề Bà Đạt Đa cũng sanh tử du du vô định chỉ vậy. Ta nay thành Phật là nhờ vị thiện trí thức đó. Trong vô lượng kiếp về sau, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiểu là thiên vương, nước của Phật là hiểu là thiên đạo. Phật thiên vương trụ ở đời 20 trung kiếp, hằng hà sa chúng sanh nhờ pháp nhiệm màu của Phật mà được quả A La Hán, quả Bích Chi Phật và phát tâm vô thượng Bồ Đề, được vô sanh pháp nhẫn đến bậc bất thối chuyển. Thế thì Đề Bà Đạt Đa cũng có nhiều lần, nhiều đời cũng đã gieo hột giống đại thừa rồi đó chứ. Nhưng mà chẳng qua là
là cái người tinh tấn nhiều và tinh tấn ít. Cũng như ông A Nan cũng đã nhiều đời gặp Phật rồi, mà ông A Nan thì ham chuộng đa văn, nhẹ về cái đức tinh tấn tu hành, cho nên đời này vẫn chưa phát triển được cái trí tuệ đạt tới cái đỉnh vô thượng. Chứ đều là có nhân duyên hết. Cho nên tôi nghĩ chẳng hạn như đại chúng của chúng ta vậy nè, thật sự không phải là mình nói theo kinh mà mình nói đâu, mà chính nhờ nương vào kinh mà mình suy nghiệm cái thực tế. Không có nhân duyên, không có học giống Phật trồng, không có đến chùa đâu, không có đến chùa. Còn nãy tôi còn nói chuyện mà tôi chưa nói hết rồi. Còn chuyện nữa. Trời, tôi nói cái đất nước của ta đẹp lắm, tôi đi tới đâu là tôi đòi ở luôn đó không hà. Tôi muốn ở luôn mấy cái miền Trung Du và Thượng Du, tôi muốn lên tôi cất cốc tôi ở trên. Tôi nói nếu mà có bà con nào là ở trên đó là tôi ở luôn lần cả tháng này qua tháng nọ, để tôi thưởng thức cái những cái trăng thanh gió mát của những ngày trăng thanh gió mát ở trên cái núi rừng đó. Nó đẹp vô cùng vô tận. Đi qua cái tỉnh Quảng Ninh, cái vùng Quảng Ninh đó, đi núi Yên Tử nha, kỳ này tôi có đi núi Yên Tử luôn. Cái vùng đó đất nước đẹp đẽ mà nhân dân an, có vẻ an lạc, có vẻ trù phú, có vẻ sung túc lắm. Hạ Long cũng vậy, nó có vẻ giàu đẹp sung túc lắm. Đất nước núi rừng cây cối xanh tươi đẹp đẽ, thấy là không có muốn về. Rồi đường đi Lạng Sơn cũng vậy, đi Hà Bắc là trở lên mấy chục cây số nữa, còn 50-60 cây số nữa tới Lạng Sơn là cái cảnh núi rừng nó đẹp y như cảnh thần tiên mà mình thấy trong những cái bức tranh mà đẹp, núi non trùng điệp. Và những cái núi đó người ta vẽ mà trong những bức tranh thủy mặc của Trung Hoa đó, cái núi nó đẹp, mình thấy mình đẹp thế nào thì là cái núi thật ở bên ngoài nó vậy đó. Rồi người ta mới là vẽ vô trong tranh đấy, chứ không phải là tự người ta làm tranh đâu. Ta vẽ cảnh thật của núi, của rừng thiệt ấy. Thế thì đi đâu đó ở tới đó. Có bữa đi về tới 9 giờ, bữa đó nhìn là trăng mà ngồi ăn bánh đa, là bánh đa ngoài bán cái nào cái nấy bằng cái tràng vậy nè. Mua như vậy là mua bánh đa, mua một bó một chồng vậy nè. Rồi mua bánh ngọt, rồi mua nước ngọt, rồi bỏ theo mà ăn, chứ cơm ở đâu dọc đường. Mà đi đâu có đệ tử gì đông đâu, đi xe con mà. Thế là cứ ăn vậy. Rồi ngồi ngoài trời mà nhìn trăng. Thế thì là đòi ở giữa rừng không à. Nhưng mà tới chừng cái bữa mà đi Tam Đảo á, rồi người ta mới ngồi trên cái đỉnh Tam Đảo, gió nó thổi vèo vèo vèo, mà tôi nói vừa mở cửa xe ra cái lão lạnh trùm vô không kịp. Rồi người ta mới nói: thầy ơi, thầy đi tháng này là nhằm mùa thu đấy, chớ mà từ cái tháng 11 trở đi ha, nó rét còn 3-4 độ, 3-4 độ C, nước có những lúc nước nó đông luôn, có tuyết rơi nữa. Nó không phải sướng vậy đâu. Cái chừng đó cái mình lặng lặng cái mình nói bụng: kiểu này thì xin rút lui sớm. Kiểu này chịu không có nổi rồi không? Nhưng mà cái đó hết dám nói ra rồi, bởi vì nãy mình hứng quá mà. Mình đòi ở đi tới đâu đỡ tới đó. Mà đi nhầm cái mùa thu cho nên nó mát đẹp lắm, không có lạnh mà cũng. Người ta nói tới chừng là cái mùa lạnh là 3-4 độ miền núi này nè. Biệt Lạng Sơn là 3-4 độ chuyện cái gì chuyện bình thường. Mà miền Nam mình đây là chưa hề có 18 độ. Bá Thiên Vạn Kiếp mới có 18 độ xe mùa đông nha. Còn nhiêu là có 20-24 cho tới 30-35-34-36. Còn mùa hè á, Hà Nội á, người ta nói á,
là hễ nó lên 37 độ hay là 38 độ là nó ở luôn như vậy, đêm này ngày này qua đêm kia, chứ nó không có hạ giống như miền Nam. Miền Nam người ta nói là ban ngày là nó 38 độ nhưng mà chiều đó nó còn 36, tối nó còn 37, nó còn 35, rồi 12 giờ nó còn 34, 33 còn ngủ được. Ở ngoài kia nó nghĩa là lúc mà nó nóng là nó không giống miền Nam. Thế là mình nghe cái hồn phi phách tán. Cái đó chưa ngán mấy, mà còn ngán một cái nữa. Xin các Phật tử miền Bắc quan hỷ cho. Trời Phật ơi, trừ ra Hà Nội, Hà Nội đi xuống Hải Phòng, đi vào phía Thanh Hóa miền Nam này là còn có chùa Phật lộn nha. Còn mà đi lên trên là toàn là đền hầu không à. Đền hầu. Kể cả chùa, chữ chùa đàng hoàng mà cũng đền hầu, chứ không có đạo Phật thiệt. À, thờ tứ phủ rồi hầu bóng á, mà đồng bóng như vậy mà lên đó mà giảng kinh bằng cái kiểu của tôi đó hả, chỉ có cách là đi hái trái cây mà ăn chứ khó kiếm gạo. À, cho nên cái hay này nó có cái không hay khác, cái đẹp này nó có cái không đẹp khác. Cho nên là những cái đẹp là do bao nhiêu cái xấu làm ra cái đẹp, rồi cái đẹp đó là nhiều cái đẹp có thể làm ra cái xấu. Đẹp và xấu không bao giờ tách rời ra được. Cái ưu về mặt này thì nó có cái khuyết về mặt kia. À, mà cái nhược cái khuyết về mặt kia thì nó lại sinh ra một cái ưu khác. Do vậy cho nên trên đời này không có cái gì tuyệt đối hết. Ở ngoài đó nó đi truyền bá đạo Phật mà chánh pháp á là coi chừng, có thể bỏ mạng. Và nếu khéo léo lắm thì cũng phải sống hết sức là thiểu dục tri túc, chứ không đơn giản. Còn mà phải chịu đựng cho có thời gian, nói từ thấp, phương tiện dẫn người ta đi tới cứu cánh là phải thời gian dài cả đời mình thì cũng có thể được, chứ không phải là không. Tuy nhiên là phải cực khổ lắm cơ. Mà cái kiểu như là kinh điển giảng vậy nên là cỡ 10 năm trở lên mới có thể đem nó thực ra mới được. Còn như là những năm đầu là phải giảng khác, chứ không bao giờ đem kiểu này giảng được. Tự ở ngoài đó tính tâm, nhưng mà tại vì là núi rừng bão tố kinh khiếp, đời sống nó bất ổn lạ lùng, cho nên nó sinh ra một cái tâm lý sợ hãi. Do vậy mà người ta phải nương tựa vào quỷ, thần, thánh để người ta gian sinh, ta cầu lộc, ta cầu sự che chở của quỷ thần. Còn Phật thì ta nói là cái ông này là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Ông này là ở trên cao hết, cho nên là cầu nguyện với ông này mà muốn hối lộ đút lót là không bao giờ được. Mà muốn đút lót hối lộ là phải đút lót thần thánh quỷ thần. Do vậy cho nên là cúng lại quỷ thần để mà yêu cầu giúp đỡ cái này cái nọ. Còn Phật thì kính để ngồi trên. Cái tâm niệm đó nhiều lắm. Vì vậy mà cúng quỷ thần rất là dữ. Còn Phật thì vẫn quý, nhưng mà cái giáo lý của đạo Phật coi như là chưa tiếp thu được đâu. Đó là cái tâm lý thật sự vậy đó. Thành ra tôi nói thẳng với cái nhóm đang đi học trò của tôi đó, tôi nói là cái kinh điển của tôi đây nè, tôi giảng cho các vị nghe được không, tiếp thu tốt, họ tiếp thu đi, nhưng mà tôi cũng phải dặn và bản thân họ cũng tự phải biết, phải giáo hóa từ từ, năm một, năm thứ hai, năm thứ ba, tới năm thứ 10 trở đi rồi mới có thể đem cái thứ kinh điển liễu nghĩa thượng thừa này mà nói cho một số ít, chứ không phải nói đại trà được đâu. Nói đại trà đấy là cái người bổn đạo bá tánh đó, người ta bỏ cái chùa của mình, mà người ta bỏ chùa mình là người ta qua cái chùa thứ hai, là người ta đáp ứng được yêu cầu, đáp ứng yêu cầu cúng kính lễ bái quỷ thần. Thế thì con ma nào điên gì tới cái chùa của mình để cúng mình nữa. Thế thì là không có gạo nấu, không có đèn dầu mà thắp mà xài. Cho nên là nói thật người ta biết lẽ phải đấy chứ, tăng chúng nghe lẽ phải rõ ràng thấy ta biết, nhưng mà ta biết rằng cái đó khó vô cùng.
Và chính tôi cũng phải thấy vậy, cho nên tôi cũng phải dặn thôi. Nghe như vậy là phải nghe, nghe chân lý như vậy, chánh pháp vậy là phải nghe. Nhưng mà đừng có dạy mồm dạy miệng mà nói ẩu sĩ mà chết. Phải uống nắng người ta từ từ, giống như là dẫn người ta đi núi, phải đi con đường lài 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 đi lên. Chứ khi không mà lôi sượt người ta đi, dốc đứng người ta đi không nổi mà. Là mình chết rồi, mình chết một mình. Cho nên là nghe pháp mà nghe cái kiểu này, phải nói là nó cũng có cái nhân duyên, cũng có trồng cái căn lành của cái tư tưởng. Chứ cái của tôi giảng không phải dễ nghe đâu. Mà ngược lại, những người mà có trồng căn lành với đại thừa rồi mà nghe những cái pháp mà phương tiện mà quá thấp á, người ta cũng không chịu được, người ta cũng không nghe như vậy. Tuy nhiên là cái phương tiện, cái pháp thấp á, thì nó được đông người hơn, đông người tiếp nhận hơn, dễ đào tạo hơn. Còn cái giáo lý mà liễu nghĩa thượng thừa là trồng sâu cái căn lành đó thì đào tạo rất là khó và ít hơn, chứ không phải là không có. Thế là coi như là Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật, hiểu là thiên vương, trụ ở đời 20 tiểu kiếp, hằng hà sa chúng sanh nhờ pháp nhiệm màu của Phật mà được quả La Hán, quả Bích Chi Phật, và phát tâm vô thượng bồ đề, được vô sanh pháp nhẫn, đến bực bất thối chuyển. Thế thì Bà Đạt Đa, như tôi nói này đó, tiền thân vô lượng đời kiếp cũng đã từng có xấu ác với Phật, và đời này cũng chia rẽ giáo đoàn, và cho người lăn đá để đè Phật cho chết. Nhưng mà Đức Phật không chết, chỉ bị một miếng đá nó làm đứt chân thôi. Rồi thả con voi dữ dằn nhất để cho nó chà đạp Phật. Nhưng mà nhờ Phật là cái người mà đã từng cưỡi ngựa, đã từng chế ngự voi, cho nên Phật chế ngự được con voi. Mà trong đó, cái lúc mà ngài tu trong rừng đó, ngài đã có nghe thấy những cái đoàn voi mà nó dẫn voi từng đoàn, có những con voi chúa nó hú những cái tiếng hú của nó để nó kêu đoàn hợp đoàn đó. Thì thời gian mà tu trên rừng đó, thì là Đức Phật đã từng bắt chước được cái tiếng hú của con voi chúa. Cho nên là khi cái con voi Kini này nó giữ, nó chạy tới, thì Đức Phật bình tĩnh mà hú lên một cái tiếng như là tiếng của con voi chúa mà Đức Phật đã học của con voi chúa hồi trước. Thế là con voi